chợ lúc hôm nay thôi. Tết nhất thế này chẳng có ai mua. Tết nhất thế này, hàng nước của bà ế là phải thôi. Ma nào nó uống. Ngay đến hàng thịt của tôi đây này, sáng đến giờ còn chả ma nào nó sờ vào nữa là. Đâu chỉ có thịt, hình như Tết năm nay người ta kiêng chuối hay sao. Chợ chẳng có người ngợm gì thế này. Ôi sợ quá, sợ quá. Cái gì, sợ quá. Cái gì thế? Cháy nhà hay là chết người? Có chuyện gì mà hốt hoảng thế? Nói xem nào. Các bà ơi, Thành Hoàng làng đang hiện lên ở miếu kia kìa. Ủa, có tận mắt nhìn thấy không? Chính mắt tôi nhìn thấy mà lị. Không tin, tôi đưa các bà đến mà xem. Ôi trời ơi, nếu thật là ngài về thì chúng ta phải sắm lễ dâng lên ngài thôi. Phải đấy, mà ngài linh lắm. Mà ngài hiện về cuối năm thế này là có lộc lắm. Nhiều thôi, chúng lắm. Ta đi sửa lễ các thôi. Bà ơi, nhanh lên, nhanh lên. Bây giờ dâng cái gì nhỉ? Ngài hay nhà chồng được. Ông quầy này, thế chỗ này là chỗ nào? Dạ đây là cái miếu hoang. Hoang à? Mình dám xuống đây cho nó kín đáo ạ. Kín à? Thế bây giờ là tại mày. Cả đời nói điêu. Bây giờ nó chặt cũng không ai tin. Bởi thế tôi lên Ngọc Hoàng mới bắt tao đi thị sát vất vả thế này. Đi mây về gió, có gì mà mệt. Sợ rằng xuống hạ giới xong, thiên sứ còn mê hơn con nữa chứ lị. Mày lừa được Ngọc Hoàng chứ lừa tao là hơi bị khó. Lừa lúc nào? Mà làm hết Tết đến rồi không biết ở nhà ai gói bánh chưng cơ chứ nhỉ. Này này, có người làm đây, có người vào. Cái gì nhanh thế? Chẳng có biết chứ. Này, này. Dạ dạ dạ, tấu lệ ngài ạ, nghe tin ngài xuống trần ạ, dân làng cũng còn dâng lễ ạ. Dạ, con tấu lệ ngài, ngài về nhận lễ, phù hộ cho gia đình nhà con. Còn hàng xóm ạ, kệ trà chúng nó. Đây là thiên sứ giáng trần đấy. Dạ, con tấu lệ ngài, con tấu lệ ngài ạ. Này mấy mụ, cho tớ hỏi, đây về kinh kỳ bao xa? Kinh kỳ ở đâu ấy nhỉ? Kinh kỳ ở đâu ấy nhỉ? Kinh kỳ mà cũng không biết. Không biết thì hỏi. Dạ, kinh kỳ ở đâu ạ? Là cái gì nhỉ? Thì là chỗ ăn, chỗ chơi ấy. À, thưa các ngài, chỗ ấy con đi rồi ạ. Chỉ 20.000 xe ôm là tới ạ. Dạ. Này, bảo quan sở tại, điều cho sứ thần một con ngựa, nhanh lên. Ồ, chứ mày là tao à? Dạ, ngựa thì làng con không có, nhưng bỏ thì làng con ôi ạ. Bỏ được, đi lấy bỏ đi nhanh lên. Thành nhân lễ rồi. Này, nhà có kia nhiều bò, về lấy, nhanh lên, nhanh. Dạ, xin ngài thuộc lộc ạ. Tớ xin nha. Ngài đã nhận thủ lợi rồi, xin ngài che mắt công an phòng thuế để cho em được buôn bò và lợn từ biên giới vậy. Ui được, chỉ được chết. Thế phù hộ cho nhà các ngươi, để các ngươi buôn lậu mang cái dịch nở cái mồm long cái móng về ư. Dạ, thế thì nhờ ngài vật hộ con cái lão hàng xóm một cái ạ. Vật ra. Hôm nào lão ấy uống rượu say về cũng chửi xỏ nhà con ạ. Vật, vật cho nó trợn mắt lên. Tỉnh rượu là nó chửa chứ gì. Dạ thưa ngài, đứa con dâu nhà con mở mồm ra là nó cãi. Ngài làm cho nó rụt lưỡi lại cho con lạy ngài, con lạy ngài. Ừ thì rụt. À nhưng mà thôi, nó rụt quá, nó hóa câm thì sao? Dạ thưa ngài. Rụt vừa độ thôi, nó không cãi được là đủ. Dạ. Thôi thôi thôi, các bạn đi về đi. Dạ. Để cho sứ thần cứ làm đi công tác xong. Về phù hộ tiếp, đi đi, đi thôi thầy ơi. Dạ, dạ, dạ. 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 Xin sứ thần đi nhanh rồi, dạ. Còn quay về đây phù hộ cho em ạ. Lê cha cưỡi bò dòng chơi khắp nơi như sông lại tuổi thơ năm nào về thủ đô ăn Tết ôn lại cái tuổi ngày xưa một thời để nhớ ngày đó xa rồi. Ôi đời rồi. Ôi thế mày ngồi xe mày làm sao mà mày phải kiếng đấy kia hả? Thầy ơ quậy. Dạ. Ở dưới hạ giới nó bị hạn hán từ bao giờ mà sao tóc người nó vàng như dâu ngô? Dạ, bọn nó nhuộm ấy chứ. Nhuộm à? Bọn cho ai bây giờ nó chỉ thích tóc vàng hay tóc xanh thôi thẻ. Ô thế ngoài 50 thì nhuộm màu gì? Nhuộm đen hết. Đen à? Còn bọn chip hôi ấy, chip hôi nhiều đứa nó lại thích nhuộm bạc mà từng chòm thế này ấy. Ô tôi loạn loạn hết cả rồi. Ôi rồi quay mấy bầu các cháu nó cẩn thận không có tuột mất quần đi ra đấy. Thầy lại là bỏ trắng răng rồi. Bọn nó mặc như thế để tiếp thị thịt giỏi ấy chứ. Nhưng mà ta thấy nó có mang giao thớt gì đâu. Chả cần phải giao thớt. Bọn nó mặc áo ngắn, cúi xuống ấy thì giới thiệu pháo câu. Còn ưỡng lên ấy thì giới thiệu thịt bụng. Mà thịt bụng nó có hai tên thầy nhá, thịt ba chỉ và thịt ba dọi. Mua cái đắt không? Nhưng mà thầy ơi, đa số bọn nó ấy, bố mẹ bỏ nhau hết. Khổ nhỉ. Vợ chồng ly hôn các con ngoài đường, một
mình nằm canh, biết ai nằm giường. Vợ chồng chia tay mỗi anh một đường, các con đầu đường thành con thú hoang. Rồi đàn con đi kiếm ăn đua đầy, thằng thì ăn xin đứa đi đánh giày. Một nhà yên vui bỗng sao lìa bầy, ấm êm đủ đầy giờ theo gió bay. Mày nín đi con ơi, nín nha. Ô thế mày là bố tao. Con nhận. Ô cái gì đấy? Này này, các anh đóng phim đấy ạ. Anh tắc hết cả giao thông rồi. Đóng phim là cái gì? Thầy bé bé cái mồm chứ. Lộ hết cả bây giờ. Thầy nhìn kìa, bao nhiêu người đứng đây mà. Con nào, ba con giải tán nào. Giải tán đi. Xuống, xuống đi. Xuống làm gì? Xuống đi. Ôi giời, xuống đi đâu? Đi vào đây. Vào đây. Vào đây làm gì? Ôi giời. Đến đây. Hả? Thầy đứng đây chờ con. Bây giờ mình đi vi hành mặc quần áo thế này nó không tiện lộ ra hết. Đây này, thầy cầm này đi. Đứng đây chờ con. Con nghĩ xem. Thế giờ mới làm thế nào? Có rồi thầy ạ. Có gì? Quán phở bò kia kìa. Quán à? Con sang bên đấy, con giải quyết con bò này xong rồi lấy ngân xuyến thầy cho mình mua đồ Trần Giang mặc vào. Thế à? Đi cho nó tiện. Thầy đứng đây chờ con nhá. Thế con thì đi đây được. Mà nhớ không có đi lung tung thầy nhá. Đi nhanh nhanh nhá. Trời quỷ ạ. Mày đi gì mà lâu ấy, chờ mỏi cơ mắt ấy. Buồn bán mà lị. Buồn gì? Cái tội trộm bò ấy không khéo cẩu đậu chám chứ chả chứ. Trộm đâu mà trộm. Người dân người ta thương mình. Đấy. Mình không dùng thì mình chuyển đổi thành mục đích khác. Việc gì đâu. Chuyển đổi à? Thôi, đi theo con đi. Đi đi, đi đi. Thì đi. Đấy, nhanh đi. Mày gọi tao mà tao lại bị dụng xem mày. Xem thế nào. Đâu? Đấy. Ôi giời ơi à. Đây nha, cánh đàn vào đây tập hợp. Đây làm gì đi. Lắm cái này vào luôn. Vào đây. Ôi giời ơi. Đi làm gì thế à giời. Đi lối này đi. Đây này. Chào các em. Ôi giời ơi, chân dài anh nách. Mịn thế nó. Sờ vào làm gì. Phải là kính. Ôi giời, da trắng môi đỏ nước bọt ngọt này. Mặt tiền đẹp này. Sao mà lạnh lùng thế. Giá băng thế. Thôi thầy ơi, đi đi. Đi vào đi, xong ra nói chuyện tiếp, nó khinh người lắm. Kiêu thế, làm cao thế. Hello. Sao ha hú. Có nghĩa là anh hỏi là các em có khỏe chào không? Em. Khỏe không? Không, xui em. Từ từ tôi thấy. Đấy, thấy nhiều thấy em, này mà chào nhiều đây thì mệt. Đấy, ôi dồi, sao lại lắm quần áo làm gì, có ai mặc mà may lắm cho nó thừa ra. Ôi giời ơi, này có cái màu hoa đào này. Ô, hoa đào, váy còn đỡ. Cái gì đấy? Xem quần áo có cái gì mà vô. Dạ, chào các thượng đế ạ. Không, ở đây chỉ có sứ thần thôi, không dạ, có thượng đế. Toàn người nhà giời. Ủa, dạ, cửa hàng của chúng em với tiêu chí là mỗi khách hàng là một thượng đế đấy ạ. Ủa, thế ở đây có lắm thượng đế không? Ôi, sao nhiều lắm ạ. Ủa, thế loạn đế à? Có liên quan gì mà lại có một đống cái này vậy? Dạ, kiểu mới đấy ạ. Kiểu mới à? Dạ, vâng. Kiểu mới là ta thích thì có áo không? Dạ, có ngay, có ngay. Áo đâu? Dạ, đây ạ. Áo gì mà nến này cứ run run giống cái con run. Dạ, đây là kiểu 2 giây đấy ạ. 2 giây à? Vâng đời ạ. Mới à? Cứ mới là ta lại thích ta cả. Dạ, thế thì mời thượng đế vào thay quần áo ạ. À. Ôi thử à, dạ, ôi thích vâng. Thử là thích nhỉ. Chọn cái nào đi chứ lị. Bà chủ ơi, cho hỏi thăm tí. Gì thế? Gì thế ạ? À? Ông chủ em có quần áo rồi, xong là không lấy cho em bộ nào. Ôi thế có ngay, thế thượng đế cần loại gì ạ? À? Nói đúng ra em là người hầu của ông ấy. Chị lấy bộ nào cho em nhã nhặn và lịch sự là được rồi. Nhã nhặn lịch sự à? Vâng. Có ngay. Ừ thế cái này. Đây cái này có lịch sự không? Hai ống nhá. Hai ống cơ à? Vâng. Thế tốt quá. Nhưng mà có áo không? Có ngay. Cho em một cái đi. Cái này có đẹp không? Cái này nó có tay à? Hai tay mới lịch sự chứ. Không phải 2 giây à? Không phải 2 giây. Cảm ơn bà chủ hiểu ý em quá. Em vào đây á. À, vâng, cảm ơn bà chủ nha. Vâng.
để em thay cái. Thay quần áo xong hình như hơi lạnh như sao ấy. Ôi giời ơi, rét run hết cả người thì mang cái gì cho đây cho tao mặc đây, đây. Dạ khoác cái này vào cho nó máu à. Máu mủ gì, cứ áo này xanh đỏ tím vàng, cứ máu cho nó lắm vào. Cái con rắn độc nào mà nó lên con nấng nó hôn cho bằng cái nó méo mồm ngay. Quậy ơi. Dạ. Quậy. Dạ. Giả tiền người ta xong rồi đi. Dạ rồi. Vâng. Các thượng đế à, các thượng đế về nhá. Chào nhá. Ồ chị đứng lâu rồi không mỏi à? Che cái tàu là chuối vào chứ. Ôi giời ơi, gấm chân với càng này. Hóa ra là hàng bắn sao. Ôi giời. Quậy ơi, bắn sao đây xem có mua được cái mua này. Cười có hết cả lợi. Thôi, bao nhiêu con trắng không nói chuyện, đi nói chuyện với con đèn mù này à? Mày ngu thế, mốt đen bây giờ mới là của hiếm đấy, hiểu không? Thôi, ừ. Đi về đi, về. Anh đi nhá. Goodbye, see you again. See you again. Danny, Danny, Danny. Ôi giời ơi, đi đi gấp, đi đi, trả lên, cứ gặp gái là cứ đồ gì ngay, lung tung. Đây, giời ơi, thầy ơi. Mày lo cái gì mà ghê thế? Hả? Hát, cứ đứng hát hò mãi này đi đi. Chứ tao đang hát dở mồm thì mày phải để tao hát nốt cho mày để ghim tao thế à? Bây giờ đi đi, đi đâu? Hát cái kia, giữ tên. Bèm, bèm, bèm. Nó đi rồi à? Sợ quá. Dạ nó đi rồi. Ờ, sao trẻ con lạ giới lại dùng vũ khí như thế nhỉ? Đùa với thầy đấy. Đồ chơi ấy mà. Súng giả ấy mà. Ừ. Súng giả? Dạ. Làm cho hết cả hồn. Quậy. Dạ. Mày đưa cho đi xem trẻ con lạ giới học hành được những gì nào. Vâng, con rước thầy. Thôi đi đi. Đi, đi. Dạ. Cậu mới vào lớp này à? Ừ. Sao trông cậu cao lớn thế? Ừ, tại vì bố mẹ bạn ấy hay cho bạn ấy uống sữa Capri đấy. Sữa Capri á? Ừ. Các bạn ơi, hôm nay lớp chúng mình học môn gì vậy? Môn địa lý. Các bạn đứng. Yeah. Yeah. Các em. Dạ. Yeah. Ngồi xuống. Vâng. Thế các em có biết trên mặt trăng có gì không? Chúng vậy ạ. Còn mặt trời có gì nào? Ngọc Hoàng ạ. Trẻ con ở dưới hạ giới thì giỏi thật, cái gì nó cũng biết. Ừ. Hai em kia, không được nói chuyện riêng. Vâng. Các em đã ôn bài chưa? Ừ. Đứng dậy cho tôi biết. Ừ. Đặc sản của Tây Nguyên là gì? Đặc sản Tây Nguyên ấy. Ừ. Đặc sản Tây Nguyên ngứa thì nhỉ. Ta chỉ biết trên trời có cái gì chứ còn Tây Nguyên ta không biết. Đã không thuộc bài còn xưng hô thế à? Ủa sao tự nhiên lại ngứa thế nhỉ? Em kia, à, dạ. Trả lời đi. Ngồi xuống. Dạ. Dạ thưa cô, đặc sản của Tây Nguyên là gì nhỉ? Là cá voi ạ. Ồ. Thế à? Thế giáp thủ đô Hà Nội có những tỉnh nào? Dạ thưa cô, Hà Nội giáp với tỉnh Hà Tây, Hà Đông. Ồ. Và Hà Tiên nữa. Ôi giời, học hành thế thì làm ăn gì. Thôi bây giờ cả lớp dở sách ra đi. Cô đọc cho mà chép. Hôm nay chúng ta học về vũ trụ. Vũ trụ là một cái gì đó bao la rộng lớn mà chúng ta không thể sờ và cũng không thể mó được. Này, cậu không viết à? Tao có biết chữ đâu mà viết. Ồ. Thế lên được những lớp 6 rồi mà vẫn không biết phát chữ ấy. Ui giời, từ lớp 1 đến giờ, năm nào tớ cũng phải lên lớp. Thế à? Mẹ tớ xin cho tớ học lại từ đầu để cho chắc. Rồi tắt. Mà xin mãi chả được. Vẫn không được. Thế là sao? Bây giờ ấy, mà muốn học ở lại lớp nó mới khó. Chứ còn lên lớp dễ không thôi thầy ạ. Hỏng. Hỏng rồi. Ui. Gì này? Quậy. Dạ. Quả gì mà không có cành qua lá mà rụng ngay ở giữa đường ấy này. Ui giời rụng. Ui giời rụng tiếp. Cái này là quả bóng tê lít chứ. Bóng con nít á? Tê lít. Ta lấy ra cái gì?
là cái môn thể thao mà dành cho những gia đình có điều kiện đấy. Quả tennis này dụng đầy đường, chắc là dưới hạ giới cũng nên nằm ra chúng mùa tennis. Dạ. Vậy hãy đưa ta vào nơi đó thử xem thế nào. Vâng, mời thầy ạ. Từ từ. Ôi sao thế? Thế cậu bảo có cái cô nhặt bóng đẹp lắm mà. Ôi ôi, thầy phụt vào đây. Rạ, bá cá anh. Ôi, vừa nói cái quả luôn. Hơi dừ, quá lửa rồi. Cưng vào đây. Chào hẹn anh. Bây giờ không còn là thời của Xuân tóc đỏ nữa, mà là thời của Xuân tóc vàng. Em xin tự giới thiệu, em là Ái Xuân. Hơi dừ. Thôi dùng tạm. Dừ dừ nào. Anh nhầm đấy. 8X nè. Dạ bá cá anh. Đánh tà nick mà có bạn gái hơi chữ một tí, nhưng lại có kinh nghiệm, hầu hạ mới sành điệu chứ. Chứ gì nữa. Chả thế mà các cụ có câu là từ khiêm tốn đến tự kiêu, hoàng hôn nắng chín còn hơn nhiều bình minh, anh nhờ. Hay, thật là câm kỳ thi họa, đúng là quá lửa chín rồi, đâm ra lì. Hay quá chứ. Đã bá ca anh, em tuyển mãi mới được cô nương đây đấy. Thôi, cứ làm hàng mãi. Chăm nghe không bằng một thấy. Bây giờ anh em mình ra hầu đại ca đây vài giờ nhá. Dạ. Mời anh tuyển vợt ạ. Anh thấy thế nào ạ? Đây rồi, dùng cái này cho đỡ vất vả. Anh quả là sáng suốt quá. Trời ơi, anh oánh xoáy thế làm sao mà em đỡ được. Điều thế nhỉ, bên này người ta đã đánh đâu mà xoáy nhỉ. Bây giờ mình đánh là phải pro, phải chuyên nghiệp. Đấy, đây này, cái này gọi là đoa này. Cái này gọi là phê này. Ôi tôi chết. Nè. Ôi trời, thế trời, siêu thế. Ôi trời ơi, anh oánh hiểm quá, làm sao mà em đỡ được. Oánh thế mới gọi là oánh chứ. Vớ vẩn không bây giờ. Thầy ơi đừng có kêu to, để tí nữa xem sao. Ôi trời, mệt quá. Mệt đấy. Đây đây. Ôi trời. Đừng. Dạ. Bá cá anh, cái chức phó chánh lý ở xã là em lên ba dèm xong hết rồi. Tí nữa anh ơi, tí nữa anh xem anh ký vào đi. Chỉ có điều giá năm nay giảm hơn so với năm ngoái. Giảm là giảm thế nào? Cậu chẳng có đầu óc kinh tế vĩ mô gì cả. Ngu thế. Cậu thấy đấy. Dầu thì lên. Không. Đô la thì tăng. Không. Vàng thì leo thang như thế. Dạ, bá cá anh là làm ăn bây giờ nó cũng khó khăn lắm. Nhờ. Khó. Thì mới cần phải có người dám xông vào chỗ khó chứ. Mà đã khi nào cậu thấy tớ hạ giá cái gì bao giờ chưa? Nhá. Dạ bá cá anh, thế thì em phải theo kịp tình hình kinh tế thế giới mới được. Dạ nhưng còn con đường đi qua thôn Đoài lại là quê hương của em Ái Xuân đây ạ. Ái Xuân nhỉ?
làm cho làm. hỏng hết rồi. Tại sao nó để xử lý cái việc làm việc xã ở cái chân này có nhục không chứ này? Ôi giời ơi thầy ơi, con giận cũng không tơ hờ như thế. Nhục thế cơ chứ. Mà thầy ạ, hả? Cái huyện mà có cái thôn đòi ấy, nó lủng củng lắm. Được rồi, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, phá lệ sử dụng phép để trừng phạt tiên quan thầm. Thế thầy định trừng phạt nó như thế nào? Ta sẽ cho bóng tia lít bắn mạnh vào từng khu vực trên cơ thể hắn. Này, mày đau hộ nó à? Tương ứng với những việc làm còn yếu kém trên địa bàn hắn quản lý. Quá được đi. Thế là con kể hết tội trạng của hắn cho thầy. Cha. Hàng về. Ôi, cái gì đấy? Ôi, sành điệu thế. Ôi, mua đâu đấy? Ôi, trời yêu thế. Sắm sốp nào đấy? Hả? Ôi, con này hỗn à? Mày không biết đây là thiên sứ đấy. Thiên sứ á? Rồi, giọng con này cười kinh. Thiên sứ, quỷ sứ, cứ trêu chị, ghét dễ sợ. Có gì ngoài cái mồ nào ấy nhỉ? Này, mày gọi vào đi chơi vài ván tao cho nó vui. Dạ, mà em gọi ngay ạ. Thầy, ừ. Cơ hội thầy trừng phạt bọn nó đến rồi đấy. Biết rồi. Dạ, sư phụ em là mời hai quan bác vào vui chơi có thưởng. Ta đồng ý. Ta sẽ ngồi trên lưng đệ tử đây để giao đấu với tụi mày. Thế thì mời hai quan bác xông vào luôn. Xông luôn. Mày lắp người như lắp vào làm sao mà béo thế nào chết. Quậy. Dạ. Bây giờ việc gì trước? Dạy người. Ôm kìa. Dạy người. Mày chết. Thầy đánh nó với cái tội mà tội thông tin thiếu trung thực. Thông tin điêu à? Thầy đánh nó với cái tội ham mê tiểu sắc. Ham mê tiểu sắc à? Chết này. Ác quá, dã man, thường thôi. Thôi hôm nay ta xin tạm dừng cuộc chơi ở đây. Hẹn nhà ngươi khi khác. Đi quậy. Dừng bước đã. Làm sao? Tôi thua. Tôi xin đại cả làng theo đúng luật chơi. Thế vẫn không hiểu à? Luật chơi là thế này ạ. Thế nào? Người thắng cuộc sẽ quay em Ái Xuân đây một vòng. Tay em Ái Xuân chỉ về hướng nào thì chúng ta đi về hướng ấy để ăn mới chơi ạ. Mời tiên sinh. Ta muốn nó chỉ về hướng nông thôn để ta đi thị sát xem thế nào. Quay. Bên lại lấy mẹ. Sao được bắn bằng mẹ? Mời, xin mời tiên sinh. Mời. Cho nhân cười trời xanh mấy lời sông có cạn tình không đôi dài quầy ơi đưa ta đến nơi trần thế để về tâu ở trong hồ cá họ câu cá gì nhỉ vàng ôi quả là một nông thôn thanh bình và yên kinh. Nhưng ruộng đất và nông dân đi đâu hết cả rồi. Bẩm thầy, sao nông thôn giá đất đang tăng nên nông dân bán ruộng lên thành ở luôn. Bán hết rồi. Ô thế à? Vâng. Ô thế ở nông thôn bây giờ thì ai sử dụng đất? Thì cứ đi thì sẽ biết. Cứ đi à? Nông thôn giá đất đang tăng nông dân bán ruộng lên thành. Nào các em ơi, cần chưa, cần chưa. Hoàng hết rồi, ngồi đây đi thầy. Ngồi đây à, thầy ấy. Có cái gì, mang hết cả vào đây cho anh. Hôm nay chúng ta đến đây để xem hát. Hôm nay làm gì có hát mà xem. Sếp nhỉ, làm con cô Tấm vào phục vụ các thượng đế chứ lị. Nhanh lên.
Thắng ơi. Ô, thế định hút quá à? Sao lại hôn vồ hôn vẩn thế? Nam nữ thù thù bất tương thân của cấm sở. Tiểu sinh đây không dám. Không thích em mà. Này, hình như em là dì ghẻ đẻ ra con cám. Ôi dồi, dì ghẻ đẻ ra con cám. Ôi dồi, dì ghẻ đẻ ra con cám. Đẻ ra con cám. Thế ở đây có những đặc sản gì khác hơn chỗ khác không hả em? Dạ thưa thượng đế, ở đây gì cái gì cũng có. Thế à? Có cả nhổ dâu này, nhổ tóc bạc bằng răng nữa. Có cả đọc báo ôm nữa đấy, có thích không? Ui giời ơi. Ơ cái gì đấy? Con này đánh đi, ngâm tôm thì lâu thôi. Từ đã nào, nghĩ đã. Ác đấy, ôi, ăn luôn. Tài trời ơi, cho mẹ nốt này. Ông này giờ hơi sao nhỉ? Ai nhở? Này chân kia. Ai cho mi được giống ta? Okay, ôi trời ơi, dồn hết cả người. Đây chỉ là đi hái mà. Hái gì? Biết. Tên kia, nhà ngươi sắp phạm thượng đóng giả xuất thân à? Có giỏi ra đây tỷ thí với ta. Ba ba phục kích, cao cao một nhái, ếch bò hoa mướt. Cười bù kê, đau grab. Thầy ơi, ôi giời ơi, lại đứng đánh nhau với tivi. Thầy đi đâu? Để con tìm thầy hết cả hơi này. Mày để yên, để ta dạy cho nó một bài học. Sợ gì hả? Biến đi giờ hả? Nói gì đấy? Lão, biết sợ đây cũng tha cho. Náo nhiều, náo kinh. Ôi, bỏ tay ra để tao dạy cho nó một bài học. Tử tế còn không có ai nữa lão. Tử tế còn đang nói ra đây thì lão thì giải quyết được cái việc gì. Chào các em nhá. Nói thì không nghe. Bỏ cái tay ra. Loạn hết cả rồi. Ở thành phố đó mệt mỏi rồi, về đến nông thôn còn mệt mỏi hơn. Thầy ơi, thầy đừng có nóng. Nóng nó nổi mùn nhọt lên đấy. Giọt kệ tao. Mày nhà ngươi mải chơi lắm cơ. Ba chỗ nào là xa vào chỗ ấy. Như cái con thiêu thân ấy. Mày xem, nhìn thấy kia thì làm sao mà chịu được. Ra tay đi thầy. Ra tay đi. Anh em cá. Hóa ra đó là liền ông chứ không phải là liền bà. Biết trên quan tham kia, ta đã cố ý nướng tay cho nhà ngươi, xong đến nay không chịu nổi, ta phạt ngươi tự trồng cây chuối cho tới khi nào máu dồn hết lên đầu rồi mới thôi. Còn ngươi can tội nịnh bợ dẻo mỏ, ta phạt ngươi tự vá vào mồm cho tới khi nào vỡ mồm rồi mới thôi. Còn như ngươi đàn ông sức dài vai rộng, sao lại đi giả gái nửa váy nửa quần để lừa thế này? Ta cho ngươi về quê lao động công ích 3 năm, hiểu không? Dừng. Gì đấy? Dạ thưa ông lão, ông cầu gì vào cái ngày năm hết Tết đến này? Thế các anh là ai mà giờ này chưa về quê ăn Tết, sao còn ở đây hỏi lão? Sứ thần nhà giời đấy. Ta phụ mệnh Ngọc Hoàng đưa sứ thần đây đi thị sát hạ giới, đang trên đường về thiên giới đấy. Vậy người đã đưa thiên sứ đi được những đâu? Nhiều. Và nhìn thấy những gì? Ôi, ta đã được chú quậy đây dẫn ra kinh kỳ rồi về nông thôn. Ôi, vẫn còn nhiều điều chứng tai gai mắt quá. Vậy sứ thần sẽ tâu với Ngọc Hoàng những gì sau khi đã ở trần gian một ngày? Ta cũng đang suy nghĩ về việc này đây. Quậy. Dạ. Ngươi nói ta nghe, khi gặp Ngọc Hoàng nên tâu như thế nào? Dạ. Việc ấy thầy khỏi phải lo, cứ để đấy cho con. Ngươi có cao kiến gì không? Chả có cao kiến gì. Thầy quên à? Nói điêu là nghề của con. Con chỉ uống ba tất lưỡi là Ngọc Hoàng lại cười và cật đầu ngay thôi. Thế ngươi có biết sàm tấu là mắc tội khi quấn khơ? Nhưng mà con nghĩ nói dối mà có lợi cũng đáng khen đấy chứ. Ồ, thế ngươi nói là có lợi à? Vâng.
con sẽ tâu với Ngọc Hoàng thế này này. Thế nào? Con sẽ tâu là ở dưới hạ giới là rừng vàng, là biển bạc. Mọi người dân chả phải làm gì mà vẫn ấm no hạnh phúc. Thế còn những thứ mà ta nhìn thấy tận mắt thì sao? Thế thầy cứ xem như là không nhìn thấy thì đã chết ai nào? Đúng chưa? Này, mà con bầu cho thầy nghe nhá. Nếu mà thầy mà làm cho Ngọc Hoàng nổi giận ấy, là thầy cũng đã mắc tội rồi đấy. Ông lão. Sao? Theo ông, ta nên tâu thế nào với Ngọc Hoàng nhỉ? Việc bầm tấu với Ngọc Hoàng không phải là việc của lão. Sao? Nhưng theo lão thì Ngọc Hoàng đã nhầm. Ồ? Khi cho các thần ăn bổng lộc của triều đình. Này ông lão kia, ông không được xúc phạm đến sứ thần của nhà trời nhá. Ông không sợ chết à? Lão ngần này tuổi rồi, nếu chết mà một lần giúp được cho đời thì cũng xứng đáng. Này quậy. Dạ. Người có nghe thấy gì không? Dạ. Bao nhiêu năm nay Ngọc Hoàng chỉ nghe thấy nhà ngươi xàm tấu thôi. Cái đấy đâu phải tại con đâu, tại lão chưa bắt giới ấy chứ. Mấy lần con với lão ấy đi thị sát dưới trần gian đấy. Này này này, lão dẫn con đi karaoke này, hồ bơi này, sân tennis này, rồi đi bia ôm này. Mà khi về không muốn Ngọc Hoàng buồn. Này, ta đã quyết lần này phải tâu với Ngọc Hoàng những điều mắt thấy tay nghe dưới hạ giới. Dù có làm Ngọc Hoàng nổi giận một lần trong đời, còn ngươi dạ, quậy vẫn chỉ là quậy. Từ nay hãy mãi mãi ở trên cung trăng để chăn trâu cắt cỏ. Đừng bao giờ xuống hạ giới, nghe chưa? Dạ, con biết lỗi con rồi ạ. À. Này ông lão, vì lòng tốt của ông ta sẽ cho ông một điều ước. Ước ư? Lão già rồi. Vậy thì lão ước làm sao? Trên bảo, dưới phải nghe ngay. Ha ha ha!